Bây giờ thì khoảng tầm 5 giờ. Đây là bản chất tâm. 5 giờ, 5 giờ chiều mọi người nha. Mặt trời đang lặn xuống. Đây là đồng quê của Sia nha. Bé nó muốn lên sóng đây nè. Trốn mà được hả? Chỗ này người ta làm hàng cát. Hàng cát mọi người. Đây bọn mình đi kiếm cá ở bên kia. Đó thì mình với chị em với anh em vừa đã xuống đi kiếm cá. Chỗ này người ta làm cát mọi người nha. Chỗ này thì thấy đất ở trên này sạt lở hết. Bây giờ thì họ ngừng làm cát rồi mọi người. Ở dưới này thì nước nó rất là trong luôn mọi người nha. Nước thì bờ này nó rất là cạn rồi. Nước là thành cái hồ luôn mọi người. Và tiếp tục đi nha mọi người nha. Nếu anh em mình bắt cá thì ghi hình cho tất cả mọi người. Nước nó rất là cạn nha mọi người. Nước thì rất là trong luôn. Đây có cả chị em cũng đi luôn. Hello bạn. Hello bạn. Hôm nay tiếp tục đi kiếm cá nha bạn. Dạ anh có mấy quay anh. Không ơi. Đá đẹp. Ngày kia anh thì tàng hết rồi quá thì hai lần rồi. Anh không có ghét rẻ. Anh như pro này đồ vậy. Đấy có chị em đi nè. Đi kiếm cá này. Đá đen. Đá nó rất đẹp. Đá này người ta mua mà. Trong Đà Lạt người ta mua một khối mấy triệu ạ. Đây
biển mênh mông luôn. Hello đấy. Đu sợ rồi. Đu nó không có lỗ, không có lỗ. Ôn ơi là tôi, ôn ơi. Nhá. Nước mùa này rất là trong luôn nha các bạn. Có cá nha các bạn. Cá nhiều lắm các bạn. Cái này nhiều cá nha các bạn. Do mùa này nước cạn nữa là cá nhiều. Cái này cho sản phẩm cho các bạn xem. Nếp vô. Nếu mà rừng vô mình hết tên rồi. Ui nhiều cá các bạn ơi. Yeah. Cá nhiều lắm các bạn ạ. Hôm nay với phụ nữ là đi lên trên này cá nhiều này. Cá nó vô nhiều ạ. Ôi trời. Ừ, như cá, như cá. Lê và chân lên nữa. Rồi, hết cả lót rồi. Được 10 phút. Hôm nay có video cho tất cả mọi người cùng xem rồi. Cũng khá là lâu chưa không làm video. Thường ngày anh em đi kiếm cá thì ở gần nhà này thì có nhiều người đi kích con biển. Cá hết ở chỗ này thì có rất lớn. Cá nó nhiều như này rồi. Hôm nay có cả với chị mà còn đi theo. Thôi cá là nên ok, để mừng. Cá trắng nhiều, cá trắng thôi, cá lá nhiều. Cá lá nhiều lắm à, do mùa này nước nó cũng cạn. Chú mà ăn thì đỡ bây giờ. Video mình không rõ hết vì buổi tối này nên mọi người xem video là mình không cảm nữa. Hôm nay anh đi
hướng này thì hôm nay về bên trái thì bạn phải ra được lại phăm này, phăm được lại bất cần mà rồi. Nếu mình không dùng điện thì mình không được bắt cá này, mọi người cá này cá đá này. Đây, có một lần. Rất yên cá, nhiều cá lắm. Có bị bán cung mà đá, nhiều cá, nhiều cá. Nam cầm lộn mà, cầm lộn. Đây là một góc vụt lên. Rất mơ luôn hả? Khai lạc này. Đâu rồi? Ủa, anh đâu mà khả sách như cả bao rồi? Anh rồi. Nghe sách viện hạ còn bao rồi? Không được. Không được. Anh sao á? Không có. Anh sao á? Không có. Ừ. Không có. Đáng quá trời. Ăn cơm vào, ăn ăn kia đã thọ chứ. Anh có luôn luôn cả chỗ này. Đồ của chết ta. Đúng rồi. Chán tay cùng đồng loại. Thoát lắm ông ơi. Đi còn ăn cái hết. Thì mất lắm. Đu hô mẹ, tầm đu hô mẹ. Thất đi ba hèm em hèm. Thật sự rất là nhiều cá mọi người. Hôm nay anh em đi chỗ này cá rất là nhiều luôn mọi người. Cá nhỏ nữa, cá đá mọi người. Cá đá với lại cá trắng. Ta háo vào cái thắng này, thân. Ta háo, cần háo vào háo đăng lên này.
bạc. Đây là chưa thành quả nữa các bạn nhé. Còn đi dài dài về phía kia nữa. Nước sạch thì mà đi đi chỉ con giữa đông rồi. Anh đi đâu? Lại gần bố đồng rồi. Ai nhỉ? Nó gì đó. Cá chiếc, cá lụa, cá rách đấy các bạn. Cá đá, chưa xong đâu đấy, chưa xong đâu. Chưa đâu nhá, còn nữa nhá. Còn một đoạn nữa. Lỡ lạ, lỡ lạ. Anh cho cá đường, anh cho cá đường. Bọn mình đi từ lúc 6 giờ đến 9 giờ. Khoảng 3 tiếng đồng hồ mà. Anh em đi xuống dưới nước rất là lạnh. Không chịu nổi anh em về thôi mà. Cắt mình là lăng lăng biết cái anh là
Quá ngày hôm nay nha các bạn. Chưa già đâu. Chưa. Bà yo. Cùng cá kê. Cái bà la sao bây giờ thế này. Ai nhiều lùm lùm. Nhìn đi ta sa. Sa sa được. Cái sa bị tấn. Sa bị mà. Chưa đủ cài. Tôi nhớ ai. Mọ hả? Bố mẹ là con mẹ nhá. Tu này. Bố mẹ vậy. Tu này. Chia cái nha các bạn. Cá xong rồi nha. Sẽ kết thúc video này nha các bạn. Buộc lại cá nó bay đấy. Ok nha mọi người, thì video này cũng khá là dài rồi. Mình xin dừng lại tại đây nha mọi người nha. Nếu mọi người cảm thấy video này hay, ý nghĩa thì mọi người cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Cảm ơn mọi người trong video lần sau. Bye bye mọi người nha. Bye bye.
Bye bye.